Phật Nhân Thích Minh Tuệ. Bác đang thấy là mới có 12 giờ, xong rồi 1 giờ, xong rồi 2 giờ, 3 giờ, xong 4 giờ, thấy răng răng ra dậy luộc rau, cuộc cắm cuốc nữa lên đường. Chẳng mấy khi đâu mà chạy, nó gọi là nhân duyên. Tâm phương các bạch thầy là nói chung mà con chưa đi được thì con cứ chạy quanh nhà đấy, khi con đi được ra khỏi nhà rồi xong là con gặp được thầy thì tâm con nó an vui hơn. Mình đi mà mình tập một cái là mình ở ngoài á, ở chỗ nào mình an lạc hạnh phúc á, ở chỗ nào họ không ngờ được mình cũng ngờ được, những cái chỗ thấy không, cầu cống chỗ như thế này không mưa, hay là chỗ nghĩa trang nghĩa địa không tốn tiền không ai đuổi cả, ra đó rồi nghỉ chứ không còn không là mình là phải vào chỗ nhà nghỉ rồi mình mới ở được, chỗ nhà mình mới ở được, để đi là để tập cái đấy. Và đi giữa đường để hát vào cái thế bí, cái mục thế đấy, rồi mình mới ở chứ không ai đâu. Nhân duyên chứ không phải là ai cũng như thế đâu, dạ, có dạ. Người đi không có, dạ. Có người đi khách thật. Nó mới đúng kiểu đúng múi giờ ấy. Không phải đúng múi giờ và phước chẳng phải không. Nhân quả của vị đấy, như mà đệ tử của trả lời Phật á, yeah. A-la-hán nhưng mà đi khất thực đâu có gì đâu. Thôi nhưng mà như Sivali thì khất thực cả tăng đoàn ăn. Một lần đi khất thực ở trên chùa, trốn đi ngồi trên núi thì mà họ mình đánh đổ lên trên để cúng dàn, do phước á, do duyên của vị đấy. À, nước ở đây nè, dạ. Nước uống đây này. Đúng là từ bé lớn con không dám sát sinh, con cứ nhìn thấy ai mà cắt tiết gà chọc tiết lợn là con phải đi ra xung quanh, con không dám nhìn. Thế nhá, tí chưa thị giải thầy nhá. Mọi người cứ dùng cho thoải mái. Dạ. Không phải ai cũng được thị giả của thầy đâu, thầy thầy nhỉ? Không, mấy cái này ấy không, mọi người đi buổi sớm đi thêm tí là để có ai cho để nhận hồi kia để cho mọi người ăn để thoải mái, hồi kia anh kia có cái hộp cơm, một phần cơm để mà cho mấy cái trái đó, anh thấy nhiều mà không cho nữa, rồi nói thì nhận thêm, thì khi đó thì nhận được, nhưng mà khi ăn xong rồi, ăn xong rồi không nhận nữa, khi đó thì ai cho bao nhiêu cũng nhận được. Đầy cỡ nào ăn hết kiểu gì cũng nhận không đâu cả, nhưng mà đó là cái gọi là thanh tịnh nhất, và cái thời điểm đó là ai muốn bố thí cũng được, muốn cho cái gì cũng được, là khi đó là thế. Nên hôm qua có mấy thần thầy mới bảo là quà cứ chưa đến 8 giờ. Vâng, cái khi mà con chưa dùng cơm mà đang đi đấy, nhiều cỡ nào cũng được, là cái lúc đó là ai đưa bao nhiêu là cũng nhận hết, nhưng mà nhận không ghi không được là tìm chỗ nào ngồi rồi dùng xong rồi là bắt đầu không nhận nữa. Có nhiều người đi thấy nhiều rồi họ lại không đưa nữa, lại mất cái cơ hội. Tùy hình nhân duyên. Họ không biết, họ tưởng nữa ấy. Nhưng mà cái khi đó là con được nhận thực phẩm thoải mái. Nhưng mà khi đó thì mình biết là lựa cái sức mình đã đủ rồi. Đi chỗ nào để mình ngồi mình dùng xong rồi mình đi để nhận thêm ăn hết. Rồi bỏ đi rồi nó làm cái cách thứ hai là mình thích nặng. Để lấy thích nó mất quay nghĩ. Alo. Là mát ruột, mát gan. Lấy chai mới đi vào uống này. Dạ. Anh lấy nước uống. Dạ. Con có rồi. Thế bình thường không có tông đơ thầy dùng gì để cắt này? Con dao cạo nhá. Con dùng cái này. Con trước anh ấy mới cho nhá, trước cầm cái này. Cái
tinh cơ thì nó nặng, cái này thì nó rất là nhẹ. Nhưng mà cái này là cao là phải cẩn thận chứ không là nó chảy máu. Chảy mà phải dâu lam, mà phải dâu lam bén kìa. Dâu lam dâu lam không bén thì không thấy được. Dâu lam ấy thì là thấy cái có một cái ngói dâu ở đầu á. Là cái quan thứ này. Kiểu cho nó mềm chân tóc ấy. Có nhiều vị tu phụ hành ở trong đó, họ không cao đâu, họ để dài những chú thì lâu rồi họ mới ra móng tay tóc rồi tóc dài á, họ dài. Nhưng mà mình giờ đây giờ có cái điều kiện được rồi, mọi người dùng tốt đẹp gì dạ. Xong nghỉ ngơi rồi lên đường bộ hành chút rồi nghỉ, nói chung là đi để kinh hành. Như con ấy, nhiều khi con nghỉ chơi chơi đây, mai con định con cũng không có phải câu nặng phải đi ấy. Nhưng thế nào không được, còn ở đâu thì ở đấy, còn đâu thì đi đó. Dạ dạ, thầy ở đâu thì thầy cũng là thời gian cơ duyên thì sinh. Giờ thì nói chung bây giờ thì hết nhận tập phục rồi. Ờ, đến ngày mai sáng ngày mai đúng không? Đúng không? Thầy cầm một chai chứ không? Không cầm đó. Tí là ở đây người đưa ạ. Tí giờ để đi lên đường hỏi cho.